Xin chào các bạn đã đến với chương trình Hành Trang Du Học của công ty Tân Đại Dương. Và trong các chương trình trước thì chúng ta đã lắng nghe những cái chia sẻ của những sinh viên, học sinh vừa mới đậu visa Mỹ như thế nào. Và trong chương trình hôm nay có một sự khác biệt, đó là sinh viên này đã học tập tại Mỹ. Thì học sinh này sẽ chia sẻ cho chúng ta những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm thực tế của đời sống sinh viên học tập tại Mỹ là như thế nào. Đó là bạn Mỹ Trân. Thì Mỹ Trân sẽ giúp cho chúng ta có những cái lời khuyên để chuẩn bị một cái hành trang tốt hơn trên con đường du học Mỹ. Chào Mỹ Trân. Dạ, chào chị. Thì Mỹ Trân có thể giới thiệu cho các bạn đôi nét về bản thân của mình. Xin chào các bạn. Mình tên là Mỹ Trân. Mình hiện tại là sinh viên năm thứ 3 ở trường Cal Poly Pomona ở tiểu bang California, Mỹ. Mình hiện nay 27 tuổi và mình đang học về ngành quản trị kinh doanh nhà hàng và khách sạn. Thì Mỹ Trân đang là sinh viên năm 3 của trường đại học. Thì Mỹ Trân có cái nhận xét gì đối với đời sống của một du học sinh tại Mỹ? Theo như em nhận thấy thì một du học sinh tại Mỹ thì họ sẽ có những khó khăn và có những thuận lợi. Thuận lợi là họ có thể hòa nhập vào một môi trường mới, thì đó là một cách để cho họ học và phát triển nhanh hơn, tốt hơn. Cái khó khăn là xa gia đình và ngôn ngữ rất là quan trọng. Nhưng mà trong quá trình học thì nhà trường luôn có sự hỗ trợ, đồng thời với những cái bạn học chung thì sẽ giúp cho các bạn đó phát triển tốt hơn. Cho nên các bạn cũng đừng quá lo lắng. Thì được biết thì Mỹ Trân học chung với bạn là Đinh Hoàng Vi, là du học sinh làm hồ sơ tại công ty Tân Đại Dương và cũng là em gái của CEO Tân Đại Dương, đó là anh Nguyễn Bảo Anh. Thì Mỹ Trân, Vi và cũng như các bạn du học sinh khác thì cảm thấy là những cái khó khăn cũng như những cái trở ngại đối với một du học sinh thì như thế nào? Thì như em đã trình bày thì khó khăn là không thể nào tránh khỏi, nhưng là do nỗ lực của các bạn phải có ý chí, vì mục đích của mình qua bên đó là mình đi học, thì các bạn cũng nên đầu tư vào việc học của mình và cùng sự khuyên nhủ của gia đình và nhờ công ty Đại Dương giúp đỡ thì em nghĩ là sẽ không có vấn đề gì trắc trở khi mà qua bên đó học. Thì bây giờ thì Mỹ Trân có thể là chia sẻ thêm cho các bạn nữa một cái giống như là cho các bạn một cái lời khuyên để các bạn chuẩn bị hành trang đi du học Mỹ tốt hơn. Một lời khuyên nho nhỏ là anh Văn thì mình nên học ở đây, học càng nhiều càng tốt. Khi qua đó thì mình sẽ có thể giao tiếp những bước căn bản nhất, rồi bắt đầu trong trường học người ta sẽ giúp đỡ mình hơn để phù hợp với cái văn hóa và cái cách nói chuyện của người Mỹ chính gốc như thế nào. Còn về cuộc sống thì có thể một số bạn sẽ ở nhà với gia đình người thân, hoặc ở nhà host, hoặc là ở phòng chung với các bạn khác, thì những cái vấn đề đó thì sẽ cùng hỗ trợ nhau, thì em nghĩ sẽ không có vấn đề gì. Thì nghe sự chia sẻ của bạn Mỹ Trân thì chúng ta đã có một phần nào có kinh nghiệm để chuẩn bị hành trang cho mình. Thì một lần nữa Tân Đại Dương xin cảm ơn bạn Mỹ Trân đã tham gia với Tân Đại Dương trong chương trình hôm nay. Em cảm ơn chị, cảm ơn các bạn.